Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em kênh channel của mình. Mình là Ujari và hôm nay chào mừng anh em có video của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái game tiếp tục làm Minor Survival. Và hôm nay chúng ta... Ê, zombie kìa. Đi đây. Zombie đấy anh em ạ. Zombie đấy. Anh em chưa thấy cái sự lợi hại của zombie đâu. À, đi đi. Chúng ta không có đủ thời gian đâu anh em ạ. Chúng ta phải đi. Chưa 13 cộng cho 6. À còn thời gian không con? Thôi không dám đâu. Nắng cho vui thôi. Nhưng mà cho nên ăn cho vui. Bây giờ cái này chỉ cho ăn cho vui thôi.
nên đặt ở đây nè. Hôm nay thôi để cho cái này chỗ crop kinh đi. Vậy 19 rồi. Trời ơi, nãy giờ phí thời gian. Xin lỗi kim cương, nhưng mà coi cách đó rồi. Sẵn sàng rồi anh em. Ok, mình đã sẵn sàng rồi anh em ơi. Mình sẽ bắt đầu trận chiến. Nhưng mà ta cần gỗ để chế tạo kiếm. Bắt đầu rồi. Một pha, cái này phải gọi là một pha gì đây? Một pha ăn thăng cực kìa hay của mình đây. Rất là hay. Hay lắm. Yeah. Ok, mọi người gọi shipper rồi nha. Ồ, giao cho mình con bếp. Có gì đây? Yeah. Cái cá xịn rồi anh em. Biết ngồi. Cá xịn này nó xịn hơn cả con hổ nữa. Quỳ ước chỉ có con cá này.
nhiên là bọn kia xin nha. Rồi bọn kia. Ok. Hoàn hảo trông vậy nè. Ok như là anh nghe thôi khỏi nói đi, nói đi, nói nói chắc mình nói còn là mấy cái từ nhảm nhí còn lâu rồi nên mà không nói đâu. Có nên không con? Mình nghĩ là nên. Ok. Đây là một cái xin nha. Ok, nếu như anh em thích video này á, hãy cho video này một like, một share và subscribe. Và hãy anh em hãy bình luận cho mình nha, để mình có động lực làm tập 2. Và nếu như anh em thích video này, hãy cho video này like, một share và subscribe. Và mình làm như mình ấn Indo vậy.
Thôi ba anh em, chúc anh em cốc lành. Cốc lành cũng như là chúng gì corona này nọ thì nọ kia, tung vô bộ may mà dù cô nói hơi cào lao nhưng mà anh em cũng phải nghe nhá.